Sau đây xin mời các bạn nghe bài viết của Trương Văn Úc, Mũ đỏ Úc Bạch Lan, Một đời binh nghiệp, hai màu mũ. Ta từ chinh chiến về ngang, ba lô làm bạn, nghĩa trang là nhà. Buổi xế chiều ngày 15 tháng 10 năm 1970 là một buổi chiều chia ly ngậm ngùi với những lời từ giả không thành lời. Bầu trời Nha Trang quang đãng, sóng biển hiền hòa hết đợt này đến đợt khác tiếp tục đổ xô vỗ vào bờ cát trắng, chạy dài từ biệt điện đến sóng bóng. Cơn gió viễn dương từ biển khơi thổi bay phất phới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa trước sân trại hải quân Tây Kết. Trong nền trời hãy còn xanh lơ, mặc cho tráng chiều sang lẫn chút ánh tà huy, hứa hẹn thêm một hoàng hôn đẹp làm sao miền Thủy Dương cát trắng. Phía sau là trại Hoàng Diệu, bộ chỉ huy tiểu đoàn 81 biệt cách nhảy dù, lực lượng đặc biệt là một trong những đơn vị cảm tử thiện chiến tinh nhuệ hàng đầu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Theo lệnh thuyên chuyển đơn vị, chiếc hải quân Dương Vận Hạm 505, thường gọi là tàu há mồm, trút lên ba hồi còi tách bến, dần lui ra biển khơi, chở mang theo đại đội 5 tiểu đoàn 81 biệt cách dù. Và đại đội 6 tiểu đoàn 81 biệt cách dù cùng với toàn bộ thân nhân gia đình binh sĩ trời Nha Trang xuôi về Nam. Cuộc giã từ không hẹn ngày gặp lại xiết bao nỗi buồn, trên bãi biển vẫn còn lố nhố người quen, lạ, lóng ngóng theo con tàu khuất dần về hướng chân trời. Trên đường Duy Tân vẫn còn một dọc dải quân xa Jeep Dodge GMC, và không biết vẫn có bao nhiêu bàn tay hãy còn lưu luyến ve vẫy tiễn đưa. Thôi, thế là thôi, là thế đó. Giá biệt người mai tôi về biển rộng, con ốc sầu chở gió cát lang thang. Trong hồn tôi còn chút gì rung động, một lần thôi gom hết tạ ơn đời. Và không phải chỉ một lần thôi, tôi muốn thầm nhắn gửi nhiều hơn nữa để tạ ơn bà. Từ giã Nha Trang thành phố miền Duyên Hải với quán cơm bình dân chợ đầm 3 số 1 2 3 4 5, phở chút phở gà số 1 quán cơm Thanh Phong Hotel NT, cà phê Thu quán rượu Ba Mỹ Tháp Bà Hòn Chồng Cầu Đá, và những lưu tình với bao người thân thương quý mến. Xin vẫy tay tạm biệt thiếu tá Nguyễn Văn Lân, tiểu đoàn phó, người đã có công lót những viên gạch đầu đời binh nghiệp cho tôi, đại quý Bùi Ngọc Bích, chỉ huy hậu cứ, người đã tận tình chăm sóc giúp đỡ cho vợ con tôi và gia đình binh sĩ trong khi chúng tôi đang hành quân. Xin vẫy tay tạm biệt với tất cả quân nhân của tiểu đoàn 81 biệt cách dù, những người còn ở lại đang đứng trên bờ biển cát trắng Nha Trang, mang vô vàn ân tình kỷ niệm quãng đời chinh chiến. Xin giả từ tạm biệt Nha Trang và huynh đệ chi binh, vì sau này chúng tôi còn gặp lại nhau trên những chiến trận khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam thời cận đại như An Lộc, Công Tâm, Quảng Trị, Thường Đức, mà những nhà biên soạn quân sự thế giới cũng phải hao công tốn sức tu chỉnh so sánh và xếp hạng cuộc chiến tranh Quốc Cộng Việt Nam là cuộc chiến khốc liệt và dài nhất trong lịch sử thế giới cận đại. Và chỉ mới buổi sáng hôm nay, trên sân cờ tiểu đoàn, khi tôi và đại quý Nguyễn Chí Thanh trao trả hiệu kỳ đơn vị cho thiếu tá Trần Phương Quế, tôi thoáng thấy vẻ mặt ông đăm chiêu và nét buồn vương ánh mắt phản phất u uẩn nỗi niềm của bậc phụ huynh đang phải cảnh từ ly chia tay như sắp mất đi hai đứa con trong 6 thằng con mà ông đã thương mến nuôi dưỡng, dạy dỗ, huấn luyện với tất cả tâm huyết trộn lẫn mồ hôi, nước mắt của chính bản thân mình, để rồi chúng lao vào một cuộc chiến bắn giết cố giành phần chiến thắng trên những mặt trận khốc liệt, mà bởi trí tài được kham khổ, tôi luyện tinh nhuệ, ngõ hầu tránh được tối đa sự tổn thất tử vong của binh sĩ một cách đáng tiếc. Vì máu của người chiến sĩ trên chiến trường không phải bị hy sinh phí phạm do bởi sự khiếm khuyết tài năng của những đại bàng, mặt trời khặt ra lửa mở ra khói, lãnh đạo và chỉ huy. Ông trao lại hiệu kỳ cho Thiếu tướng Tư lệnh Nguyễn Văn Phú, trong khi ban quân nhạc Bộ Tư lệnh trỗi lên khúc nhạc tạm biệt, và tất cả đơn vị trên sân cờ như rơi vào trạng thái tâm tư lắng động nghẹn ngào.
nỗi buồn như bâng khuâng lãng đãng trên những hàng cây phất phơ gió thổi. Người người yên lặng, không một ai cất nên lời, và ôi, đẹp làm sao trong giây phút phân kỳ, trong ánh mắt đã say màu quên lãng. Ồ, cảnh biệt ly sao buồn vậy, như kiếm sĩ samurai Nhật Bản cổ xưa, đứng yên trên bậc thềm triêu xanh của ngôi kim cát tự trong buổi chiều tà, tịch nhiên tâm chìm vào cõi hư không. Trên con tàu há mồm chất chứa gần 800 nhân mạng gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân gia đình của hai đại đội 5 và 6 tiểu đoàn 81 biệt cách dù trên thủy lộ xuôi Nam. Như thường lệ, hàng năm cứ khoảng vào tháng 11, các phái đoàn quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến trường võ bị quốc gia Đà Lạt để thuyết trình về cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự, phương tiện và kỹ thuật hành quân tác chiến cho các sinh viên sĩ quan sắp sửa tốt nghiệp. Tôi có tâm trạng cũng tương tự như các bạn cùng khóa, tuy đang ngồi trong hội trường, mà đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ và hoạch định chọn lựa phương hướng binh chủng để phục vụ tương lai. Nếu muốn tiến thân trong lan miếu tra tài lương đóng thì chọn công binh quân nhu, quân cảnh, quân cụ. Nếu muốn tiến thân biên thùy trạch mũi can tương thì chọn nhảy dù thủy quân lục chiến biệt động quân, lực lượng đặc biệt, biệt cách dù và các sư đoàn bộ binh tinh nhuệ. Nếu muốn hối tàng nơi bồng tất thì chọn an ninh quân đội đơn vị 101, cảnh sát đặc biệt, biệt phái ngoại ngạch. Nếu muốn viễn du hải hành tra khơi biết mặt trùng dương thì chọn hải quân, và nếu muốn bảo quốc trấn không với những chuyến bay đêm thì chọn quân chủng không quân. Và quả thật có quá nhiều cái muốn thỏa chí, thỏa tình của bầy lý ngư vượt vũ môn trong chờ. Trống trường thành lung lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức mây. Những sinh viên sĩ quan từ khi nhập trường cho đến khi tốt nghiệp đều ôm trong lòng một hay hay nhiều giấc mơ lý tưởng để phục vụ chiến đấu, tiến thân trên đường binh nghiệp, làm ít giữ nhiều. Việt Nam nơi chúng quê hương không có một ngày yên bình khói lửa, bom đạn ngừng cày xới nhà cửa ruộng vườn tan hoang, và thân người ngã gục vùi nông sâu dưới lớp rễ lá cây rừng ẩm ướt, trả mục hoặc được chôn cất tử tế đàng hoàng, với mớ vàng hương leo loét tỏa khói hương tống tiễn linh hồn tử sĩ của buổi chiều đông rét mướt lê thê, mưa bụi lất phất bay ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Sao có nhiều cái muốn quá vậy? Một sinh viên sĩ quan Đà Lạt khi nhập trường cho đến khi tốt nghiệp đều ôm một giấc mộng như nhau. Làm sao bách thế lưu phương, trước là sĩ sau là khanh tướng. Do vậy nên khi tốt nghiệp, đa số sinh viên sĩ quan Đà Lạt cùng cũng có một quan niệm giống nhau là hoặc xanh cỏ hoặc đỏ ngực. Một chọn lựa sinh tử như định mệnh an bài, không thể tránh khỏi và không có ai chiêu an để thoát cảnh chẳng xanh cỏ mà cũng chẳng đỏ ngực. Chỉ có chiến trường điểm danh giờ phút của tháng ngày đen tối nào đó không xa, mà rất gần bỗng trở thành phế binh đuôi mù què cục báo cô cho gia đình vợ con và thân nhân kéo lê lết một đời tàn tật lây lất trên vỉa hè đường phố, hay trong những mái gia đình như ổ chuột ẩn chìm trong xóm lao động nghèo khổ. Trung tuần tháng 12 năm 1967, hai tuần lễ trước ngày mãn khóa, một phái đoàn thứ hai của Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt đến trường để chọn lựa những tân thiếu úy cho đơn vị. Chỉ có 27 sinh viên sĩ quan khóa 22 Đà Lạt được tham dự, và tôi được đại quý bác sĩ Trần Văn Úc làm trưởng phái đoàn phỏng vấn. À, chào bác sĩ. Ngồi xuống đi. Tên anh là Trương Văn Úc hả? Dạ vâng. Tại sao anh thích lực lượng đặc biệt? Dạ tôi không có biết. Tại sao cha họ Trần mà anh họ Trương? Dạ tôi cũng không biết nữa. Những câu hỏi thật đồng ấu giáo khoa thư lãng xẹt đụng chạm đến ngạo khí lương sơn hảo hấn của tôi, khiến tôi gần như muốn nổi gió định đứng dậy chào rồi bước đi ra. Nhưng bác sĩ nhìn em, bác sĩ cười, em nhìn bác sĩ mộng hoa tươi. Sau này màu mũ xanh như lá, bốn phương tám hướng mặt tung hoành. Sau cùng của buổi tuyển chọn anh hùng, ông thượng sĩ xứng danh tân sĩ quan được trúng tuyển. Kính thưa quý vị, những ai có tên trong danh sách này xin ngồi lại, không có tên xin trở về doanh trại. Cảm ơn.
Chỉ có 8 người còn được ngồi lại trong phòng, trong số đó có tên tôi. Thật ra danh sách này đã có từ Bộ Tư lệnh trước khi phái đoàn tuyển chọn đến trường. Người anh cọc chèo chú bác chuột của tôi là bác sĩ Ngô Vi Dương, đang kim y sĩ trưởng Bộ Tư lệnh lực lượng đặc biệt. Như thế là 8 tân thiếu quý khóa 22, võ bị Đà Lạt trình diện phòng tổng quản trị Bộ Tư lệnh lực lượng đặc biệt ở Nha Trang sau 15 ngày nghỉ phép, gồm có những bằng hữu như Trần Văn Ni, bác hành trang trình diện Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh vì an ninh lý lịch, Sườn Chân Sinh, trình diện Bộ Chỉ huy C4, Úc Chẩn Tiễn, trình diện Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 81 Biệt Cách Dù, Đặng Văn Lợi, trình diện Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn Mace Forks. Năm 1968 tại Nha Trang, trong doanh trại của đơn vị lực lượng đặc biệt 81 Biệt Cách Dù chỉ còn lại tôi, Chẩn, Tiễn và Lợi, hưởng được những ngày cuối năm của Tết Mậu Thân với tiếng pháo giao thừa xen lẫn tiếng súng AK-B40 Beta của Việt Cộng nổ giòn tấn công. Tôi bị thương phải nằm bệnh viện hết 3 ngày đêm. Đơn vị của Chấn và Tiễn được bốc thả xuống Khe Xanh, rồi những anh hùng lực lượng đặc biệt 81 Biệt Cách Dù trẻ tuổi đương độ khí phách ngang trời thay phơi chiến địa. Họ không bao giờ trở về với bông mai vàng vẫn còn óng ánh trên vai áo trận giặc ủi hồ thẳng nếp. Pháo đã thôi nổ, chỉ còn những tiếng súng giao tranh nổ xé trời ngày đêm và tiếng cánh quạt trực thăng gunship chém gió phành phạch với hỏa lực dội bom khủng khiếp. Bằng những tràng đại liên nổ khang xen lẫn âm vang tiếng nổ dậy trời của hỏa tiễn có tầm tàn sát công phá kinh hoàng, thân thể của những cán binh Việt Cộng đã bấy lâu chui rút lẫn trốn sâu trong xóm làng rừng rậm, gầy còm thiếu dinh dưỡng với làn da tái xanh nhợt nhạt, được bọn đồ tể lãnh đạo giáo quyệt, trí trá tuyên truyền nhồi sọ khích động tinh thần yêu nước giải phóng miền Nam, cho xác người cán binh hữu tình hữu hạn phải hứng chịu bom đạn nổ tan tành như xác pháo trần trận đất trời. Có cha mẹ vợ con thân nhân nào của người cán binh Việt Cộng lại có thể cầm lòng yên bình chấp nhận trước hậu quả bi thảm mà cán binh Việt Cộng phải trân mình hứng chịu được không? Chắc chắn rồi sẽ có ngày xoay lại vòng nạn oan khiên, tất cả bọn cung đình đỏ phải bị lôi ra pháp trường xử tử. Quân giải phóng đã được bom đạn thật sự giải phóng và tống tiễn về với thần chết và cảnh giới u minh, để lại thành phố có nhiều nơi đổ nát, ghim đầy dấu đạn và vết máu vương vãi lấm lem. Quanh đây có nhiều vành khang tang trắng chích phủ lên những mái đầu xanh, mà chỉ mới vài tuần lễ trước đây còn rộng rã tiếng cười. Nhà ai vẫn còn ít nhiều hoa mai vàng nở muộn trên cành lung linh trước gió xuân. Hãy còn ngay ngáy mùi máu tươi và thuốc súng pha lẫn trong ánh nắng ấm áp của Tết Mậu Thân tan tóc. Có cái đơn vị nào kỳ cục bằng đơn vị này? Thiếu quý sửa vừa mới ra trường trình diễn xong thì nhận lệnh đi gác hòm cho vị đại đội trưởng của mình là Đại Quý Nghi, đại đội trưởng đại đội 3. Vừa mới tử trận ở Công Tâm thời điểm 2 tuần lễ trước Tết và bây giờ, lại một lần nữa phải đi gác hòm cho cố trung tá Lê Như Tú, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 91 Biệt Cách Dù, vừa ngã gục trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân trên phố Độc Lập Nha Trang. Với những dòng nước mắt tưởng nhớ hai người bạn cùng khóa, mà chỉ mới cách đây một tuần hãy còn ngồi tiếu ngạo giang hồ, khẩu khí ồn ào vung vít tưng bừng vô vô nhậu bia tới bến. Với những trổ ốc bu sống hấp lá gừng chấm nước mắm cây như xé lưỡi ở quán số 5 ven bờ biển, số mệnh an bài nghiệt ngã chưa chịu dừng lại ở đây. 2 tháng sau, ở mặt trận cây quéo cây thị trong đợt tổng công kích đợt 2, tôi ôm xác bạn Huỳnh Kim Tiễn bị lãnh trái pháo công vật làm văng mất đầu. Chúng tôi lục lạo tìm kiếm mãi mà không thấy thủ cấp của Tiễn đâu cả. Tôi vẫn luôn nhớ và hình dung gương mặt hiền hậu, hài hòa, thân thiện và trí thông minh của người bạn thân cùng khóa còn lại với tôi đã đền xong nợ nước. Thời gian trôi qua như một giấc mơ. Sau hơn 2 năm tôi phục vụ ở tiểu đoàn 91 Biệt Cách Dù, sau này đổi thành tiểu đoàn 81 Biệt Cách Dù, vì mặt trời đại bàng luận bởi số 9 cộng 1 là 10 là số bù, suối quẩy, xui xẻo, nên anh hùng trong đơn vị bị chết như rạ, nay cải số 81 là 9 thành số tốt.
Từ đó đến về sau, đơn vị đã trải qua đến 6 vị đại đội trưởng lẫm liệt chỉ huy tuần tự như Trần Hoạt Thành, Nguyễn Đăng Lâu, Huỳnh Văn Thanh, Ngô Tùng Lam, Nguyễn Văn Lân, Phạm Châu Tài, và là đơn vị tinh nhuệ thiện chiến hàng đầu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã gieo rắc kinh hoàng cho Bắc quân trên khắp mặt trận tàn khốc suốt 21 năm cuộc chiến quốc cộng. Một binh chủng như thế, một đơn vị như thế có xứng đáng để được người đời ca ngợi kinh luân khởi tâm thượng bình giáp tàn hung trung. Ngồi trên mũi bông tàu Dương Vận Hạm 505 đang xuôi nam, điểm đến là quân cảng Bạch Đằng. Nào ai biết ngày mai trời sẽ ra sao khi đời quân nhân chỉ biết tuân phục, chấp hành lệnh lạc từ bên trên chỉ xuống. Bên cạnh tôi là đại úy Nguyễn Chí Thanh, đại đội trưởng đại đội 6, tiểu đoàn 81 biệt cách nhảy dù, trung úy Hồng Quang Bảo, đại đội phó, trung úy Nguyễn Văn Thinh, đại đội phó của tôi. Bên dưới lòng tàu lố nhố năm phụ lão ấu chen chúc nhau với hành lý và những thùng gỗ trương, tạp, vali, túi sách, lẫn lộn với ba lô nón sắt, súng đạn cùng hai chiếc xe jeep của hai đại đội. Trong tâm trí mỗi người chắc hẳn có nhiều suy tư, riêng tự hỏi sẽ sinh hoạt như thế nào trong khu trại giao binh mới luôn là nơi đất lạ quê người. Những quân nhân và gia đình sinh quán ở Nha Trang phần đông đều mang nỗi buồn mênh mang xa xứ. Những người gốc Sài Gòn gia đình miền Đông miền Tây mừng rỡ vì suy tính sẽ có dịp về thăm cận kề gia đình bên người thân yêu. Không biết trong số hàng quan quân này có ai bi quan tự hỏi, biết đâu ngày mai hay ngày mốt mà còn nhìn được thấy chiếc mũ Green Beret đội lệch ngạo nghễ trên mái đầu ngẩng cao này không? Một binh chủng đi đông về ít, đi ít về không, hoặc đi luôn không thèm về nữa. Ngày xưa trước khi Kinh Kha sang sông Dịch được Thái tử đang khoản đãi yến tiệc lên đình với cung tần mỹ nữ, ngày nay chúng tôi được bóc trồi thả vội vàng vào vùng tử địa để tử chiến với quân thù, mà bóng dáng tử thần cứ lẫn vẫn chực chờ gạt lấy lên hồn phất phơ bay theo tiếng súng cường tập của Bắc quân. Kinh Kha biệt cách dù sang bờ Dịch Thủy không kèn không trống, chỉ có chút ít thời gian ôm vợ hôn con từ giả với câu hỏi đầy lo lắng, em và con có còn đủ gạo ăn tháng này hay không? Rồi với ba lô súng đạn lên đường hành quân đột kích, và nếu anh trở về bằng trực thăng chở xác chờ ban chung sự tẩn liệm với hòm gỗ cài hoa phủ màu cờ lặng lẽ, có nhiều tiếng khóc trên đường ra nghĩa trang. Tôi quay sang hỏi đại quý Thanh, anh đang nghĩ gì vậy? Trước khi về tiểu đoàn 81 biệt cách dù, anh là trung úy toán trưởng biệt hải xâm nhập bờ biển Hải Phòng năm 1966 bằng tàu đánh cá cải trang của Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Toán bị bể được cứu thoát với cánh tay phải của anh lặt lìa. Cũng may nhờ quân y của đệ thất hạm đội Mỹ cứu chữa, tuy giữ được nguyên vẹn cánh tay nhưng thương tật quá nặng nên không hoạt động được bình thường. Vẫn cái giọng nói cười khàn độc của anh và cánh tay thương tật vung vẩy. Mẹ, từ biệt hải tự ái không thèm dậy ngủ về biệt cách dù, bây giờ lại về trinh sát dù. Thôi à, cũng được, chứ đưa tao về biệt ly là tao bị kinh kỳ ngay. Trung úy Thinh hỏi, a biệt ly là cái gì đại quý? Là đại đội trưởng chung sự nghĩa trang biên hòa, chứ còn cái con mẹ gì nữa. Thanh đưa tay móc bi đông, mở nắp, hốt vài hốt khề khà rồi chuyển sang cho tôi. Tôi cũng làm một hốt và trời đất ơi, ông già đi bộ, tức Johnny Walker, chính hiệu Hoi Kỳ. Tôi truyền giao tiếp cho Hồng Quang Bảo rồi Thinh. Bảo tư lự chẳng nói năng gì, nhìn bâng quơ vào khoảng trời xanh vô tận. Chắc anh đang nghĩ đến dòng họ nhà Hồng Quang của anh đang ở Đài Loan cùng với gia đình nhà họ Tống gốc Thiên Triều Bắc Phương vĩ đại chăng. Thinh nắm lấy tay tôi siết chặt ân tình. Trung úy, có tôi bên cạnh đây. Rồi thời gian cũng qua mau như là một giấc mơ. Đại đội 5 81 biệt cách dù, cải danh là đại đội 2 trinh sát dù. Đại đội 6 81 biệt cách dù, cải danh là đại đội 3 trinh sát nhảy dù. Mang cái tên mới là trinh sát nhảy dù, nhưng gốc nguyên thủy xương thịt máu huyết bản thân là đơn vị 81 biệt cách dù. Chiến dịch hành quân Lam Sơn 719 hạ Lào, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vượt biên giới tấn công vào căn cứ hậu cần của Việt Cộng đồng trú tại quốc gia Lào.
Đại quý Nguyễn Chí Thanh tự trận sát không lấy được đã làm thêm xanh tươi cho cây rừng chằng chịt ở nơi ma thiên nước độc xa lạ nào đó bên Lào. Không phải quê cha đất tổ của anh không bị thuyên chuyển về biệt ly mà là biệt xứ, biệt hải, biệt cách hay biệt gì gì đi nữa thì nay cũng lần chia tay vĩnh biệt anh rồi. Và tiếp nối Hồng Quang Bảo cũng theo anh, xác được đồng đội gói ghém nhiều lần trong cái phong sâu rất tả tơi, mà vợ con gia đình thân nhân ruột thịt của anh không nhìn mặt được lần cuối. Có lẽ giờ đây thân xác các anh đã trả một hòa lẫn vào thớ đất phì nhiêu màu mỡ của đồi núi phía tây khe xanh Lao Bảo, trên dãy Trường Sơn trùng điệp màu tím thẫm chạy dài vùng Hạ Lào khi hoàng hôn buông phủ. Mùa hè đỏ lửa năm 72 với mặt trận Tây Nguyên An Lộc và cứ điểm đồi Trạc Ly, Liên đoàn 81 biệt cách dù triệt xuất vùng Tam Biên, đại đội 2 trinh sát được điều động thả xuống để đương đầu với sư đoàn thép 320 của Cộng sản Bắc Việt, cùng với đại pháo 130 ly, hỏa tiễn 122 ly, tăng T-54, hơn 50.000 quân Cộng sản Bắc Việt vây kính trùng trùng. Nguyễn Văn Thanh nay làm đại đội trưởng đại đội 111 của tiểu đoàn 11 nhảy dù song kiếm trấn ải. Khi cộng quân tràn ngập đồi Trạc Ly, Thanh như một Rambo, dũng sĩ thời đại. Triệu Tử Long, Trần Bình Trọng tân thời đơn độc với giày xô quần trận, áo thun ba lỗ, đầu chích khăn viễn thám, ngực quấn đầy dây đạn, hai tay ôm khẩu đại liên M60, đứng sừng sững trên giao thông hào miệng không ngớt quát, mẹ chúng mày lên đây, tay bóp cò súng bắn trải đạn như mưa, quạt sang trái sang phải vào lũ bắc quân siết chặt vòng vây, và rồi Thanh đổ gục xuống, thân xác bị đâm chém hàng trăm nhát mã tấu thù hận, và ghim đầy lỗ đạn của lũ quỷ dữ trầm luân khát máu tươi từ thời đại sơ khai hỗn độn. Sau chiến trận tôi có dịp trở lại Nha Trang đến thăm mẹ của Thanh, lặng nhìn khung ảnh của Thanh an vị trên bàn thờ ám khói hương, và làm sao để trả lời những vấn chuyện về cái chết của Thanh cho người mẹ già thân thể gầy còm mòn mỏi với thời gian chịu đựng cơn đau thấu tâm can vì mất đứa con trai yêu thương, được suôn sẻ câu chuyện buồn tan tóc. Tôi chỉ biết ngẹn ngào trả lời, Thanh vẫn còn ở lại Trạc Ly với đại tá Nguyễn Đình Bảo. Với trận Hạ Lào Lam Sơn 719, đại đội 3 trinh sát nhảy dù tức đại đội 681 biệt cách nhảy dù kể như bị tử thần xóa sổ binh nghiệp. Công tâm kiêu hùng quản trị vùng lên, đại đội 2 trinh sát tức đại đội 581 biệt cách dù xa luân chiến thân xác còn đó, nhưng thịt xương đã rã rời, máu huyết tan loãng, mảnh hổ thấm thương thân đầy vết đạn thù, và vẫn phải bị bóc đi thả xuống những mặt trận khốc liệt hung hiểm. Đường đi vào cõi chết để tìm sống những kinh kha thời đại, chiến sĩ biệt cách dù. Tôi không thể nhớ hết và làm sao để có thể nhớ hết được khi thời gian quá ngắn, mà trang sử chiến sử thì quá dài. Đã có bao nhiêu đồng đội thân thương của mình cùng chung một chuyến tàu há mồm xuôi nam giả biệt trại Hoàng Diệu đã nằm xuống trên khắp mặt chiến địa này, mà tôi nay vẫn còn đây. Họ nằm xuống cỏ xanh phủ lợp để tôi được đỏ ngực chăng? Đỏ ngực vì được gắn huy chương đầy ngực hay đỏ ngực vì tim tôi rỉ máu đau thương với bạn đồng đội ngã xuống? Và bao nhiêu tháng năm qua nữa, vết hằn thôi trai rứt tâm tư mỗi khi tưởng nhớ đến họ. Ở đây, thời gian này với những dòng chữ tâm bút, thiên niên sự trầm hương vàng một nén, vạn cổ hầy trà rượu trắng ba chung, đây mũ đỏ úc bạch lan, lòng thành tâm cúng bạn, có linh thiên vi vu về đây, cùng ta nốc rượu uống cạn mấy chung trà. Đường chinh chiến đã xa rồi như mộng ảo, ta còn đây ngồi nhớ bạn biết giường bao, gõ một tiếng chuông cho buổi chiều vô minh tan nát, tụng một thời kinh để tiễn hương linh bạn viễn trình. Sape sata avera hotu sukita hontu. Chày kình một tiếng cho cõi trời sắc không vỡ vụn, và vốn xưa là hạt là xương thì nay như khói vô thường bay đi. Ta chưa liếm ái điều gì, ví như mấy bụi trần vi cuộc này. Tôi thành kính truy điệu đồng đội tử sĩ đã bị quất vong thân, vì vốn dĩ xưa nay Việt Nam chiến trận dường bao năm nhi chinh chiến kỷ nhân hồi. Thượng sĩ nhất,
thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ nhất, hạ sĩ. Họ gọi chung là hạ sĩ quan, là những quân nhân ưu tú nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những bậc thầy của tôi ngày mới ra trường. Chính họ đã hướng dẫn, chỉ bảo, trao truyền kinh nghiệm chiến trường cho tôi trong những bước chân đầu đời binh nghiệp. Nhớ một lần trực thăng vận vào mục tiêu A sao A lưới, chân vừa chạm đất là chạm địch ngay. Hạ sĩ Nhất Minh mang máy PRC-25 nắm cổ áo tôi vật ngã xuống đất và hét: "Mẹ thiếu quý Đà Lạt gì mà ngu thế mẹ, cứ là xung phong là đưa ngực cho nó phản, chết mẹ hết cháu còn lấy hai xung phong." Họ là những người lính già thâm niên với tích lũy bày dày kinh nghiệm chiến trường và tinh quái như cáo già trước cạm bẫy tử sinh trận mạc, và rồi họ cũng ngã xuống chiến địa. Nhưng cái tên anh không bao giờ chết, họ chỉ nhạt nhòa đâu đó trên quê hương và tận cùng đáy lòng sâu kín trong tâm thức của tôi. Họ ẩn hiện mờ mờ nhân ảnh. Chinh Nhân ơi, có bao giờ anh trở về bình yên? Anh không chết đâu anh chỉ vừa bỏ cuộc hôm qua. Hôm nay còn lại gì? Phải chăng trong những cõi đời, cõi chôn mộng ước, cõi vời chân không? Phải chăng trong những cõi lòng, ta bà còn dậy mênh mông khói mờ? Có còn chăng chút tình huynh đệ mong manh, dễ tan vỡ như những hạt mưa bong bóng? Mới kết đã ly, hợp tan như bèo bọt. Ta cố gìn giữ hương hoa cho gió thoảng, góp nhặt cảo thơm lần dở trước đèn, tìm tri âm tri kỷ cùng chỉ hướng để. Ví biết lửa hương tìm chấp nối là hay vàng đá để trao truyền, hay chỉ để tâm giao và thâm giao quân tử chi giao đạm nhược thủy. Tình huynh đệ hôm nay không cần vòng vập sôi nổi như sóng nước vỗ chân cầu để rồi sóng sau dòng sóng trước, mà cần lắng kết vào bên trong tâm khảm, thông cảm, bao dung, tha thứ, cầu mong điều tốt lành cho nhau, sẵn sàng chia sẻ an nguy, cứu giúp khốn cùng giải điều phiền muộn. Dù phải phá chấp và đón nhận hy sinh, không ra ngoài mục đích hài hòa những mối tương giao tình tự. Một ngày làm lính, một đời là lính. Mũ đỏ, mũ xanh, mũ nâu, mũ đen, mũ vàng, địa phương quân, nghĩa quân, dân vệ, bảo an, cảnh sát, võ trang, tuyên truyền, xây dựng nông thôn, thiếu sinh quân, cũng có đa phần giống như nhau là cưu mang định nghiệp, bảo quốc, an dân và đem sinh mệnh phơi thay trên chiến địa. Dưới muôn vàng họng súng xâm lăng của quân thù thèm khát máu tươi của người đồng chủng tộc, nòi Việt phương Nam đã cách ly xé toát tự thân, tháo gỡ những ông bào tầm gửi di hại của nòi Hán, là kẻ thù truyền kiếp Bắc phương. Nhưng tiếc thay hôm nay, có những huynh huynh tỷ tỷ mau vội quên đi, hay cố tình quên lãng, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Họ quên đi thời thế, thế thời đã đổi thay, vẫn y cứ phường tuồng, sinh vai hoàng triều, huê hòe áo mão, đeo loan lấp lánh huy chương tạp về đầy ngực, xum xoe trong những lễ hội tương tế hoa đăng cộng đồng. Nhưng có bao giờ họ tự vấn lương tâm, đã có bao nhiêu linh hồn uổng tử đang ở bên cạnh cuộc đời báo oán và nguyền rủa, và cũng có những tộc nhân luôn khúm núm, anh em dậu đổ bìm leo. Thời lai đầu điếu thành công dị phù nhi trực trưởng, rồi đạp nhau leo trèo lên những bậc thang danh vị hảo huyền như sương mai buổi sớm. Phù nhi trực trưởng, nộm thảo chi tráo trở hồi đầu bần tiện, bản lai diện mục hạ vô nhân, bôi mặt đấm đá nhau chà đạp thẳng thần vào ân nghĩa đồng chí bậc huynh trưởng đáng được trân trọng quý mến. Ít ra trong tình nghĩa giang hồ cũng được như hạng hảo hấn lương sơn thậu khấu thời xưa còn quý trọng tình nghĩa kim bằng. Ngày nay trong một cuộc sống quá xô bồ hối hả, căng thẳng với gia tốc của nhu cầu vật chất làm chuẩn mực, thước đo tài năng trí trá phương cách thành đạt, biến thiên nhân cách của người xuống vượng. Ôi nước mất nhà tan, hồn Việt linh lạc phiêu diêu thì đã có được mấy ai còn cưu mang Việt lý tố nguyên, làm nền tảng để không vì bả phù hoa mà giữ gìn bản sắc thủy chung tương hoán với dòng đời và sự thế, thiệp thế y nhân. Tôi quán tự thân tâm tĩnh lặng, xả bỏ ít nhiều ưu phiền trong cuộc sống hàng ngày, và mỗi khi hôn trầm phóng tâm duyên theo quá khứ, quê nhà cảnh cũ, gặp lại những hình ảnh thân thương của đồng đội ngày nào còn vui cười nhộn nhịp trên chiếc tàu há mồm xuôi nam, để từ mũ xanh thành mũ đỏ và mặc màu gì cũng chỉ là màu, nhưng màu máu của con người khó mà thay đổi được.
và tôi ở trong đại đội 581 biệt cách nhảy dù và đại đội 2 trinh sát nhảy dù chỉ là một. Từ khởi đầu và suốt 21 năm trong cuộc chiến quốc cộng kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975 và mãi cho đến hôm nay, đã có rất nhiều những nhà biên niên sử chính trị nổi tiếng uyên bác lên tiếng tham luận trên rất nhiều diễn đàn, đề cập đến nguyên nhân thất bại và vội vã cuốn cờ tháo chạy của người Mỹ ra khỏi Việt Nam, nhưng đã có mấy ai đại tri để hiểu vì sao người Mỹ bước chân vào chiến tranh Việt Nam, ngẩng mặt lên trời cao tìm trăng sáng để vọng đầu minh nguyệt hồi quê hương cố tổ, thâm lâm chi hương vô nhân vãng lai, duy hữu ngư ông thức đắc tinh, trong vời hổ xuất sơn lâm khiếu nhất phương, trong bóng đêm tìm hỏi những vì sao bắt đầu, đêm đen vẫn lung linh huyền ảo, ôi thật bí mật làm sao và cho đến bao giờ. Trương Văn Úc, Mũ Đỏ, Úc Bạch Lan. Xin cảm ơn các bạn.